Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày canh ngọ tháng quý tỵ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bạo quang, giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lọ bàng thổ, ngày canh ngọ, tức chi khắc can, nghĩa là họ khắc với kim và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm, lọ bàng thổ, kỵ tuổi, giáp tí, bính tí, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, bính ngọ, nhâm tuất, thuộc hành thủy không sợ thổ ngày ngọ lục hợp với mùi tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục sông với tý hình ngọ hình dậu hại xỉu phá mão và tuyệt hời vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi nhâm tý bính tý giáp thân giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi đinh hợi ất hợi đinh mão và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức tốt mọi việc sao thánh tâm tốt mọi việc nhất là cầu phúc tế tự sao u vi tinh tốt mọi việc sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoàng sa xấu đối với xuất hành sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao ly sàng kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang có điểm báo trải qua một ngày chẳng được in bình cho lắm. Ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọa mão dậu. Cái điều này làm cho bạn đang có sự náo loạn trong gia đình với những mâu thuẫn, hiểu lầm càng ngày càng thêm sâu sắc và nghiêm trọng. Chuyện từ nhỏ bị quan trọng hóa vấn đề, chẳng ai chịu lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ một mực hiểu thiêu ý của mình cho rằng chỉ mình mới là người đúng chứ chẳng hề quan tâm tới thực hư ra sao. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân thì chán nạn trước những lời thúc giục từ phía gia đình. Bạn chưa sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới, nhưng tiếc là người thân của bạn lại không chịu hiểu điều đó mà hết lần này tới lần khác cứ ép ủng bạn vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim thiếu đi sự chỉn chu trong chính cách thể hiện tình cảm của mình tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy cần phải rộng lòng đón nhận tất cả tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần thấu hiểu và bao dung nhiều hơn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đừng có quá mức cố chấp chuyện gì cũng có thể xảy ra tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc đường tình duyên trắc trở không được như ý muốn. Và đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi xỉu thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là với bà tuổi xỉu đang gặp ngày có cục diện ngọa xỉu tương hại và các điều này có thể làm cho bà tuổi xỉu sẽ cần phải thoát ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, dị hỏa vi quý của mình nếu không muốn hạnh phúc của mình bị phá vỡ đã có kẻ rắp tâm muốn lấy đi những gì mà bạn đang có và sao có thể bạn để mình khoanh tay đứng nhìn được. Khi mà hạnh phúc của bản thân bạn đang bị đe dọa, bạn cần phải chủ động để bảo vệ hạnh phúc của mình. Đừng có chần chừ, do dự và bạn cũng nên nhớ rằng đừng nên cả nể. Nếu như chính bạn không thương lấy bản thân mình thì chẳng có ai thương lấy bạn nữa đâu. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì có thể phải đối mặt với tình cảnh xa mặt cách lòng. Nếu như bạn tuổi sửu không biết cách hâm nóng tình cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, thì yêu rằng mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ càng ngày càng trở nên lỏng lẻo hơn. Vài từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim không thực sự hiểu được suy nghĩ của đối phương từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nên dành thêm thời gian cho người mà mình yêu thương từ vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy trân trọng tình cảm của đối phương từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ có những chuyện nên để nó lãng quên từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc mau thuận bùng nổ có nhiều vấn đề phát sinh Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang có được báo hiệu trải qua một ngày thực sự tự tin vào bản thân mình và điều đó tạo nên sức hút cá nhân của bạn người ấy sẽ bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên và không thể không chú ý tới bạn được Tình cảm nhiên nhóm dần dần, bạn mệnh tuổi dần sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc và cảm thấy hạnh phúc của tình yêu khi mà bạn đang gặp được ngày có cục diện tam hợp phù trợ. Bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu, chớ nên để cho những toan tính thiệt hơn mà làm cho mình trở nên bất hạnh trong ngày thứ bảy này đối với các cặp vợ chồng thì thực sự thấy thoải mái khi ở bên nhau ngày này dù bạn và người ấy chẳng cần nói gì nhiều với nhau nhưng cũng có thể hiểu được đối phương cùng mỉm cười nhìn ngày tháng dần trôi vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có nhiều chuyện vui báo về tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa hạnh phúc lan tỏa khắp nơi tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hãy mở lòng để đón nhận tình yêu từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc bạn có thể đang có may mắn hơn người khác từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim có chuyện nên chia sẻ nhiều hơn và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 5, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mạo đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi mão cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy thực sự đã có những mâu thuẫn tranh cãi với nhau kể từ khi buông lời tuyệt tình với bạn tuổi mão đã khiến cho đối phương thực sự cảm thấy bị tổn thương tình cảm rạn nứt một cách nghiêm trọng nữa và bạn tự não, bạn nên nghĩ lại và cảm thấy muốn cứu vạn mối quan hệ giữa mình và người ấy thì hãy hành động thật nhanh, nếu không bạn sẽ thấy rằng tình cảm biến tan không phải là điều không thể xảy ra với bạn. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có thể cảm thấy rung động khi đứng trước đối phương nhưng lại ngần ngại vì không thực sự tự tin vào bản thân mình và không dám thể hiện bản thân bày tỏa lòng mình với người ấy nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải nhanh chóng hành động nếu như muốn yêu thương từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có những ấn tượng tốt với đối phương từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ tình cảm tiến triển không tốt như mong đợi từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc dễ cảm thấy bị tổn thương và buồn bã từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không dễ dàng để hiểu được chuyện đã qua và đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn khi mà cả chuyện tình cảm và tài lộc của bạn đều được như ý muốn ngày này với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho nên bạn đang có được cơ hội để kiếm tiền và bạn tuổi thìn bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho thật tốt nhé và ngày này với bạn tuổi thìn cơ hội kinh doanh buôn bán đến với bạn cũng không có nhiều đòi hỏi sự dứt khoát và quyết đoán của bạn khi đưa ra lựa chọn cho mình đi đúng thì tiền về đầy tay mà đi sai thì phải chấp nhận những tổn thất có thể xảy ra với bạn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thìn ạ lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ Cái điều này cho thấy Người ấy quan tâm Và chăm sóc hết lòng cho bạn Và bạn mệnh tử thìn Đang cảm thấy được mình thực sự hạnh phúc Khi mà đối phương hiểu Và thông cảm cho những nỗi khó khăn Vất vả mà bạn đang phải Mang trên đôi vai vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa kiếm tiền khó khăn đã lùi xa tiền bạc ùn ùn trở về tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có được nguồn thu nhập dồi dào tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc kinh doanh phát đạt có được quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tình cảm tiến triển một cách nhanh chóng tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sẽ tìm được người mà mình yêu thương Vài đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tư hỏi cái điều này tạo cho bạn đang có được điều kiện để tỏa sáng bản thân với những cuộc gặp gỡ bất ngờ biết đâu sẽ mang tới nhân duyên cho bạn trong ngày hôm nay để cho bạn mệnh tìm thấy được tình yêu cho mình Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cũng đang có sự xuất hiện của tỵ kim chiếu mệnh và điều này cho thấy với bạn có thể sẽ phải hối hận vì sự độc đoán bất chấp của mình trong chuyện kiếm tiền tài lộc tan biến ngay trong chớp mắt nữa và với bạn tuổi tỵ chính bạn cũng không thể tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến những điều đó nhưng thực sự là bạn đã sai, bạn đã phạm phải sai lầm và bà tuổi tỵ chẳng thể nào phủ nhận được sự thực ấy mà nguyên nhân là do bạn vội vã, vội vàng mà chẳng chịu nghe lời khuyên can của bất cứ ai. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cẩn thận mất tiền vì không nghe lời khuyên can của mọi người. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ không cần phải quá lo lắng chuyện sẽ đau vào đấy tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên chăm chỉ làm việc để được hưởng thành quả xứng đáng Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim chuyện tình cảm được sáng rõ không có khúc mắc tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đường tình duyên khởi sắc không ngừng vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp ngày có ngũ hành ngọ ngọ tự hình cái điều này cho thấy bà tuổi ngọ chẳng chịu cười vui mà cứ tự nhốt mình trong những bức tường của nỗi buồn và sự ân hận và bà tuổi ngọ bạn tiếc nối về những tháng ngày đã qua không thể tha thứ cho bản thân mình nữa xong xem tử vi ngày thứ bảy này với bà tứ ngọ bạn chớ nên quá mức bi quan chuyện gì qua thì hãy để cho nó trôi qua đi và bạn cần phải lấy lại bài học tự rút kinh nghiệm cho mình chứ đừng có vì thế mà dằn vặt bản thân mình như vậy bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tứ ngọ lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tứ ngọ vì tinh thần của bạn không được ổn định cho nên bạn đã để lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền ngon ăn bày ra trước mắt. Dù bạn có làm thì cũng chẳng được như ý, chỉ vì chẳng đủ tập trung để đạt hiệu quả như mong muốn. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tiền bạc dễ tiêu biến vì nhiều nguyên nhân. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nên vượt qua nỗi đau trong quá khứ. Từ vi tuổi ngọ ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có để mình đánh mất tự tin. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, hãy suy nghĩ tích cực, vui vẻ hơn. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, nên kiểm soát tốt dòng tiền trong tay. Và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi ạ. Cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay thực sự không muốn chia giấu niềm vui khi bạn đang sở hữu được nhiều thứ quan trọng. Ngày này bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện, ngọa mùi nhị hợp, quý nhân sẽ ác mang tới và trao cho bạn nhiều bất ngờ về tình yêu người ấy sẽ thổ lộ tình cảm của mình và bạn tuổi mùi không cần phải trông chờ mãi nữa. Sau bao nhiêu cố gắng thì người ấy cũng thực sự cảm nhận được sự chân thành của bạn và rung động trước tấm lòng chân tình ấy. Và trong ngày này, nụ cười của người ấy dành cho bạn khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những hy sinh trước đó là hoàn toàn xứng đáng và bạn tuổi mùi cũng muốn cho người ấy cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao mà mình đang sở hữu. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm đã đến thì hãy mở lòng mình đón nhận. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, nhưng bạn nên thông cảm cho nhau. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, đừng có làm nghiêm trọng hóa mọi vấn đề. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, hãy học cách tận hưởng cuộc sống. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm. 5 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Với bạn tuổi thân, bạn đang có được sự sáng tạo, chủ động để tìm ra cơ hội cho mình. Bạn mệnh thực sự là người tài giỏi. Với biết bao nhiêu người thầm trầm trò ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của bạn, dường như bạn tuổi thân chẳng có điều gì có thể ngăn trở bạn có được điều mà mình mong muốn khi mà bạn có được sự linh hoạt và nhạy biến đáng nể. Có điều trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình. Bạn mệnh tuổi thân đang quá mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải chạy thiêu để dỗ dành đối phương cho nên mặc kệ mọi sự về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tiền bạc được dồi dào nhờ làm việc chăm chỉ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tình cảm có sự mâu thuẫn do chưa hiểu cho nhau tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không tìm được tiếng nói chung giữa hai người tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tay trái đem lại thêm nguồn thu nhập chua bàn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim cần phải hiểu đâu là lúc làm gì và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. từ vi tuổi dậu, thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang gặp ngày có vận trình hung cát đan xiên, vui buồn lẫn lộn. Tử vi ngày này cho thấy bản mệnh tuổi dậu đang được chính tài chi trợ cho nên bạn đang có được nguồn thu nhập vững vàng và ổn định trong ngày hôm nay. Và trong ngày này với bạn mệnh tuổi dậu không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Xong, bạn cũng nên nhớ là chớ có vì thế mà tiêu xài hoang phí, không chịu tiết kiệm cho tương lai, chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra về tương lai cả. Và ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa kim bất dung. Cái điều này cho thấy người ấy có thể sẽ nại sinh hiểu lầm sau những sự lạnh nhạt mà bản mệnh thể hiện. Chuyện gì cũng không như ý thì hãy thẳng thắn nói ra, đừng có im lặng giấu kín ở trong lòng như vậy bạn tuổi Dậu nhé. Về từ vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy mâu thuận nại sinh do hiểu lầm trồng chất tử vi tuổi đinh giàu thuộc mệnh hỏa cần phải dừng lại trước khi quá muộn tử vi tuổi kỷ giàu thuộc mệnh thổ nguồn thu nhập được dồi dào tiền bạc được rủng rỉnh tử vi tuổi tân giàu thuộc mệnh mộc có được may mắn hơn nhiều người khác tử vi tuổi quý giàu thuộc mệnh kim hãy bình tĩnh để xử lý vấn đề Và đánh giá của bà tuổi giàu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 7 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tỵ tuổi sửu tuổi thìn từ vi tuổi tuất thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất á, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất phù trợ, cho nên bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày thực sự là may mắn khi mà cả chuyện tình cảm và cả nguồn tài lộc của bạn đều được như ý muốn. Ngày này với bạn tuổi Tuất đang có được vận quý nhân, dẫn đường, trị lối, tình yêu cuối cùng cũng nở nụ cười với bạn. Và với bà tuổi tuất, sau bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm, với bạn cũng tìm được bến đỏ cho trái tim mình. Người ấy khiến cho bạn thực sự điêu đứng từng ánh mắt, nụ cười mới gặp ngày hôm qua mà dường như đã quên cả kiếp này rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất, lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, Trao cho bạn đang có được nhiều cơ may về tài lộc, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn đang tiến triển cực kỳ là tốt, bạn đang gặp được vận quý nhân giúp sức, cái mối làm ăn của bạn trước đó thực sự cũng đủ để mang lại cho bạn lợi nhuận vượt trội cho bản mệnh nữa rồi. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình duyên được vượng sáng, tiền bạc rộng rỉnh, từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ có được nhân duyên như ý muốn từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc dễ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy dễ kiếm tiền bằng làm ăn buôn bán và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, năm sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi hỏi thứ 7 ngày 22 tháng 5 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cái điều này cảnh báo cho bà tuổi hợi nếu không tỉnh táo thì tiền bạc sẽ trôi tuột khỏi tầm tay của mình bà tuổi hợi đang có điểm báo sự tin tưởng mù quáng của bạn sẽ khiến cho bạn phải hối hận về sau này và với bạn tuổi hỏi, trong ngày này, bạn trở nên dễ dàng tin người khác một cách quá mức. Bạn có thể sẽ gặp phải những tình huống yếu lia mà chẳng thể nào dễ dàng giải quyết. Thậm chí còn vướng phải những mớ bỏng bong rất mại chẳng ra nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có họa thủy mâu thuẫn với nhau, cái chuyện tình cảm giữa bạn với người ấy cũng có thể bị rạn nứt vì chuyện tiền bạc. Các cặp vợ chồng thì có sự tranh cãi khi không tìm được tiếng nói chung, cũng không tìm được cách để giải quyết trong tình cảm hiện tại. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tiểu nhân quấy phá, cuộc sống nhiều bất trắc, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có những chuyện không biết phải chia sẻ cùng ai tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc buồn bực chán nản gây ra nhiều sự tranh cãi tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim dễ gặp chuyện ngoài ý muốn do tiểu nhân hãm hại tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy cần phải giữ chặt túi tiền trong tay Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.